Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một phần ý nghĩa của cuộc sống này chính là cách chúng ta đương đầu, xử lý và vượt qua thử thách khó khăn nhất. Cuộc đời này có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, có quả ngọt thì sẽ có trái đắng, có thành công thì sẽ có lúc thất bại, khó khăn, thử thách. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có sẵn sàng lạc quan đối đầu với thử thách để nhận quả ngọt hay không. Trong tháng 9 âm lịch sắp tới cũng vậy, nếu tuổi Thìn có thể lạc quan, vui vẻ đương đầu với những vận hạn sắp tới trong tháng 9 thì mọi điều đều trở thành may mắn, thậm chí tiền tài và sự nghiệp đều phát lên vô cùng vượng. Vậy trong tháng 9 âm lịch sắp tới, tuổi Thìn gặp phải những vận hạn và khó khăn gì? Để có thể nắm rõ vận trình của người tuổi Thìn trong tháng tới, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Tuổi Thìn là một người rất thông minh và bên trong có rất nhiều đam mê tham vọng, luôn muốn trở thành một người có danh tiếng, được mọi người nể trọng và công nhận. Con giáp thường rất nhạy bén nên luôn mang một sức mạnh to lớn, tỏa ra bên ngoài niềm tin tưởng, nhưng cũng thể hiện được bản chất là người hiền lành, có tấm lòng yêu thương những người xung quanh mình. Người tuổi Thìn không bao giờ đặt mình ở một nơi nhỏ bé, lúc nào cũng muốn vươn đến nơi to lớn hơn để có đủ không gian vùng vẫy và thể hiện được chính bản thân của mình là tốt nhất. Bên cạnh đó, tính cách của tuổi Thìn là người tự lập, thích cuộc sống tự do, hướng ngoại, luôn có niềm tin vào bản thân. Do vậy mà tuổi Thìn không thích lập gia đình khi còn trẻ, phải gặp nhiều khó khăn, thử thách, khi có đời sống ổn định thì mới nghĩ đến chuyện gia đình. Với một con người có sự kiêu hãnh, muốn được tôn trọng nên mọi lời nói hay hành động đều chứa đựng sức mạnh. Đôi lúc cũng gặp phải thất bại trong cuộc sống, thế nhưng người tuổi Thìn lại nhanh chóng đứng lên, rút ra kinh nghiệm và bài học cho chính mình. Theo như tử vi năm 2020 thì tháng 9 âm lịch sắp tới đây, người tuổi Thìn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với đủ loại khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cuộc đời bạn vẫn không hoàn toàn là tăm tối. Vì vậy, điều cần thiết nhất là hãy giữ một tâm thế lạc quan, không sợ hãi khó khăn. Bởi đâu khắc có đó, mọi chuyện sẽ dần dần được tháo gỡ. Trên phương diện sự nghiệp, theo tử vi, do phải chịu tác động xấu của cục diện Thìn Tuất tương xung mà bạn sẽ vướng phải nhiều vấn đề. Trong khoảng thời gian này, các mối xã giao thường xuyên xảy ra vấn đề khiến công việc cũng gặp rắc rối theo. Tuy nhiên, trước khi đổ lỗi cho người khác, bạn cần xem lại chính bản thân mình, xem mình có tật xấu nào cần phải sửa đổi hay không. Có thể một phần là vì bạn quá bướng bỉnh, nóng nảy nên mới khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Trên phương diện tiền bạc, bạn trở nên bốc đồng, làm theo ý mình, không chịu nghe theo lời khuyên của người khác. Bạn là người có năng lực hành động và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi bạn không nhận định được rõ ràng tất cả mọi vấn đề. Đó chính là lúc bạn cần bình tĩnh dừng lại và suy nghĩ mọi việc cặn kẽ hơn. Thêm vào đó, đại hao cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn chú ý nhiều hơn trong chi tiêu, chớ phung phí tiền cho những việc không cần thiết. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng không được như ý muốn. Hai người có thể cãi cọ, tranh chấp vì nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống gia đình. Mỗi khi vấn đề xảy ra, bạn cần chủ động và tích cực hơn trong việc hòa giải với người ấy. Tối kỵ tư tưởng bỏ mặc mọi chuyện ra sao thì ra, thậm chí là ngoại tình. Tuy nhiên, trong tháng này có nguyệt lệnh quan đới và các tinh giải thần phù trợ nên những khó khăn mà bạn phải đối mặt cũng giảm bớt được phần nào. Hãy suy nghĩ tích cực, bởi chỉ cần cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn sẽ dần qua đi, bạn sẽ dần lấy lại được những tia hy vọng. Có thể thấy được trong tháng 9 âm lịch sắp tới, tuổi Thìn gặp không mấy thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc do cục diện tương xung. Để có thể hóa giải, các thầy Gia Cát khuyên tuổi này nên đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Năng lượng tam hợp khí sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên,
địa, nhân khí sẽ giúp phá giải cục diện và hỗ trợ con giáp có thêm sự minh mẫn, sự thuận lợi và mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh trong sự nghiệp. Và từ đó, con đường tài lộc cũng phát triển theo. Bên cạnh đó, năng lượng tam hợp còn giúp đem lại tài lộc, may mắn và tránh xa được những đen đủi cho bản mệnh. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về những khó khăn mà tuổi Thìn cần phải cố gắng và nỗ lực trong tháng 9 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Thìn qua tất cả các phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Thìn, cục diện tương xung mang lại nhiều tác động không tốt đến sự nghiệp của bản mệnh. Mà thực chất, nguồn cơn của mọi vấn đề lại từ chính bản thân bạn. Những thành tích trước đây trong công việc khiến bạn trở nên vô cùng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Chính vì vậy mà bạn luôn tự cho rằng mình là đúng, bướng bỉnh, không chịu thỏa hiệp với người khác. Thêm vào đó, tính tình nóng nảy cũng khiến bạn luôn một mực làm theo ý mình và nói năng không kiêng nể người khác. Bạn nên ý thức được rằng chẳng có ai là luôn luôn đúng, cho dù tài giỏi hay tinh tường đến mấy, bạn cũng cần phải khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là khi quan điểm của bạn bị nhiều người phản đối. Nhiều khi, người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn tinh tường và khách quan hơn bạn rất nhiều. Khi mắc lỗi, bạn cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận, không nên đổ lỗi cho người khác. Người khác sẽ không chê cười nếu bạn thành khẩn thừa nhận lỗi sai. Còn nếu cứ tìm cách trốn tránh trách nhiệm, bạn sẽ làm hình ảnh của mình xấu đi trong mắt mọi người. May mắn có quan đới nâng đỡ, bạn luôn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, chủ động trong công việc. Dù có gặp phải rắc rối, bạn cũng sẽ tìm cách khắc phục, chứ không bị động ở yên một chỗ, than thân trách phận. Điều bạn cần rèn luyện bây giờ là sự chân thành, khiêm nhường trong các mối quan hệ với mọi người. Nếu biết cách khắc phục lỗi sai, mọi việc sẽ dần có xu hướng được cải thiện hơn vào cuối tháng. Sao Tốt Giải Thần xuất hiện sẽ hóa giải được nhiều vận hạn, giúp bạn vươn lên khẳng định bản thân mình. Thứ hai, về tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Thìn không có nhiều điểm sáng trong tháng 9 âm lịch. Vì vậy, nên bạn chớ vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là trong các vấn đề về đầu tư, mở rộng kinh doanh, mở rộng sản xuất. Bạn không nên hành động theo cảm tính, đặc biệt không nên đi đến quyết định chỉ vì tính sĩ diện hay bướng bỉnh, ngang ngược, muốn chứng tỏ bản thân. Chuyện kinh doanh không phải là trò chơi, nếu không muốn tiền bạc đội nón ra đi, bạn không thể đưa ra những quyết định hời hợt. Thời điểm này, bạn tốt nhất là nên nghe theo lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm. Nguyệt lệnh lâm quan đới cho thấy bạn là người tràn đầy dã tâm và tham vọng. Dù có gặp phải vô vàn khó khăn, cũng không tự cho rằng mình là con giáp số vất vả. Tuy nhiên, bạn cần biết lựa sức mình. Nếu cứ mải miết chạy theo xu hướng, chạy theo những điều không phù hợp với mình hoặc quá sức mình, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đuối sức và phải bỏ cuộc. Ngoài ra, đại hao còn cho thấy tháng này bạn sẽ phải tốn nhiều tiền trên nhiều phương diện khác của cuộc sống, chứ không phải chỉ có đầu tư và kinh doanh. Nhiều nhu cầu xảy đến bất chợt khiến bạn chỉ còn cách rút hầu bao thanh toán. Vì vậy, bạn không nên chi tiêu một cách phung phí. Khi cầm tiền trong tay, điều đầu tiên bạn nên làm là rút ra một khoản dành tiết kiệm. Hãy học thói quen chi tiêu khoa học, bạn mới có thể chủ động khi đứng trước khó khăn. Thứ ba, về tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không mấy lý tưởng trong tháng 9 năm 2020 âm lịch. Nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến bạn đau đầu ứng phó. Thậm chí, một vài người còn cảm thấy bế tắc, muốn tìm thú vui bên ngoài. Trong chuyện tình cảm, bạn cần phải xem lại chính bản thân mình. Có thể chính bản tính cứng cỏi, không chịu thua ai, không chịu cúi đầu khiến mối quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng. Bạn không nên tìm cớ để bao biện cho những lỗi sai của mình. Nếu có lỗi, hãy thẳng thắn thừa nhận để mọi chuyện có thể giải quyết một cách đơn giản và nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể cảm thấy cô đơn khi cho rằng mình không nhận được sự thấu hiểu của người ấy. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn nên tìm niềm vui ở bên ngoài. Hành động thỏa mãn bản thân nhất thời ấy có thể đẩy hạnh phúc gia đình đến bờ vực rạn nứt. Còn đối với những người độc thân, có lẽ bạn vẫn chưa thể tìm được người tình lý tưởng của mình trong khoảng thời gian này. Liệu có phải bạn đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai không? Hoặc căn bản là bạn vẫn chưa thực sự mở lòng với mọi người xung quanh?
Hãy tìm hiểu cặn kẽ vấn đề thì mới có thể có cách giải quyết hợp lý. Thứ tư, về sức khỏe. May mắn là dù có nhiều rắc rối xảy ra nhưng bạn không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Đây chính là yếu tố lớn góp phần giúp bạn luôn cảm thấy phấn chấn, lạc quan trong công việc và không muốn đầu hàng trước khó khăn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà chủ quan về sức khỏe của mình, bắt mình phải làm việc trong khoảng thời gian quá dài mà không chú ý đến việc nghỉ ngơi. Bởi nếu cơ thể mệt mỏi thì bạn cũng sẽ không thể làm việc hiệu quả. Hãy sắp xếp một thời gian biểu hợp lý và chú ý rèn luyện bản thân, có chế độ ăn uống hợp lý với dinh dưỡng cân đối, thường xuyên bổ sung các thực phẩm có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lại các tác nhân như thời tiết, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.